Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng Giêng 2023. Mình đọc vô văn bản này để giải thích để cho các vị nắm được từng phân đoạn nghe. Đây là một văn bản rất hay, bỏ qua rất là uổng. Do vậy cho nên đành rằng chúng ta phải giải quyết năm bài kể tọa thiền nhưng vẫn phải đi vô từng đoạn mỗi hôm học. Hy vọng rằng là trong khóa tu này mình học được chừng nửa trang thôi. Từ hôm ngày đầu tới hôm nay mới có một phần mấy trang thôi, thưa đại chúng. Cho nên hy vọng một khóa tu nửa trang thôi nghe. Và nếu sang năm thầy Phương Tịnh vẫn còn sống học thêm còn không chết thì thôi chuyện đó xù. <laughs> Thế là mình giải thích lại xã thân bất lận danh vi bố thí ly chư động định cố danh đại tọa thiền hà dĩ cố, phàm phu nhắc hướng động tiểu thừa nhắc hướng định vị xuất quá phàm phu tiểu thừa chi tọa thiền danh vi đại thiền định nhường tác thử hội giả nhất thiết chư tướng bất cầu tự giải nhất thiết chư bệnh bất trị tự sai tử danh đại thiền định lực cả đơn già này được gom vô ba chữ thôi nghe đó là thiền định lực hay là đại thiền định lực tức là sức mạnh của thiền định và xin lưu ý rằng sức mạnh đại thiền định này nó không phải là thiền của tiểu thừa không phải là chuyện sao động của phàm phu tập vũ ga mà có thể làm được điều này đầu tiên đại thiền Định này được bắt đầu bằng cái chữ xả thân bất lận này tức là bỏ thân bạn này không thương tiếc và cái điều cần lưu ý ở đây nó không hàm nghĩa rằng mình tu bỏ thân bạn nghĩa là mình tự giận và coi thường nó hành hạ nó quỷ hoại nó bỏ đói nó không không có chuyện đó và hai khuyên hướng rất tự nhiên của chúng ta thường lâm phải là một là chưa biết đạo thả trôi đời sống mình theo với ngũ dục tàn phá thân tâm và cưng chiều nó rất mực tạo bao nhiêu nghiệp cho nó tạo bao nhiêu thứ nghiệp vì người thân cũng là một loại vô trí nghe thế để biết đạo đi vô sự tu tập rồi lại coi hình hài này như cái của nợ cho nên tu cho chết <laughs> Niệm Phật cả ngày cả đêm không ngủ Thưa các vị cũng là loại vô trí Nên nhớ nghe Đối với người có trí Thưa các vị coi thường thân mạng là biết lợi dụng một đời sống Vô cùng trân quý này Vận dụng một sinh thân Vô cùng lợi ích này Để đi vào con đường Thành tựu được sự nghiệp giác ngộ Đi vào con đường thành tựu sự nghiệp giác ngộ Thưa các vị, nó không hàm nghĩa rằng mình làm cái gì hành hạ đó và hàm nghĩa rằng là này đứng này đi này nói này cười này nằm này ngồi này coi này dối. Biết cách ăn trú thiền tập thì người ấy được gọi là biết bố thí và có thể đi vô được đại thiền định lực. Đó là câu giải thích thứ nhất, hơi dài dòng nhưng mà đủ hiểu. Ly chư động định danh đại đỏ thiền tức là cái từ ngữ mà chúng ta vừa nêu rất là mạnh và chủ đề của cái đoạn thứ nhất này đại thiền định lực đó là nó rời cả định và động gọi là đại thiền định lực tại sao thầy duy cố là tại sao nghe tại vì phàm phu thì cả đời chỉ biết lăn xăng lai động bất an chạy tới chạy lui vì như cả đời không dừng Thân không dừng, tâm không dừng Buồn vui không dừng, bất an không dừng Lo âu phiền não không dừng Cuồn cuộn trong tâm thức họ Thế rồi mình hiểu được đạo Đi vô con đường thiền định Thì lại nghĩ rằng là phải tỏ thiền Tối ngày sáng đêm Đây cũng là hai cái hướng vô cùng là cực đoan Và Rời khỏi Phạm vi của Phạm Phu tức là rời cái chấp trước của Phạm Phu hay là cái tính cách của phàm phu luôn háo động luôn hiếu động rồi tính cách của hàng nhị thừa là luôn ở trong trạng thái sơn lâm hoặc là trong núi cao rừng vắng luôn ngồi gọi là tọa thiền gọi là nhập định gọi là nhập thất gọi là tĩnh cư đó thưa các vị Rồi hai cái dạng này hai cái trạng thái này gọi là đại thiền định cho nên Đại Thiền Định không hàm nghĩa rằng ngồi cả ngày bất động. Đại Thiền Định không có hàm nghĩa rằng là nhập thất 15-20 năm, không tiếp xúc với đời. Không. Với cái nhìn của Thiền Đỗ Ngộ đặc thù đó là Đại Thiền Định có nghĩa là đứng đi nói cười ngồi nằm nhau mắt những bài ăn cơm nghỉ ngơi thậm chí nói năng buồn vui hoặc là những suy nghĩ rầm rì trong đây vẫn không trở ngại chi với con đường an trú tâm trong trạng thái tịch diệt gọi là đại thiền đỉnh nghe đó là theo tinh thần kinh văn đây nếu quy chiếu vào cái điều mà chúng ta từng học lâu nay và cũng là cái điều thầy phước tịnh ông nhắc mòn cả lưỡi <laughs> là chi anh làm mọi việc thế nhưng mà tâm anh luôn quan sát việc anh đang làm này buồn này vui xin khởi là chuyện của nó nhưng mà cái trách nhiệm của anh là luôn quan sát cái buồn cái vui sinh diệt nghĩ suy si là chuyện của ý thức nó xảy ra như vậy anh chỉ cần làm việc rằng luôn quan sát nó anh luôn là hoàng đế luôn là người chủ luôn là ánh sáng giác ngộ luôn là bồ tát quan thế âm luôn quan sát nắm quẩn của anh chú trong trạng thái này ngày và đêm đứng và đi ngồi và nằm nói và nín thậm chí lúc buồn lúc vui lúc lo âu phiền muộn lúc nghĩ suy rầm rì cũng luôn làm người quan sát thì các vị đã đi vào cái phần rất quan trọng đó là vào đại thiền định và lực dụng của nó là làm cái chi lực dụng của nó được giải thích thế này người tác như thử hội giả nhất thiết chư tướng bất cầu tự giải người hiểu được như thế này tất cả tướng không cần tháo gỡ không cần cố tình loại trừ nhưng tự nhiên mình rất hết chấp vào tướng ngồi, chấp vào tướng nằm, chấp vào tướng nói năng, chấp vào cái tướng tu như vậy mới thành đạt được giác ngộ. Tu như vậy mới chứng thiền chứng định dường như những cái thứ vớ vẩn đó rất sạch nha. Không ai dụ dẫn mình bảo rằng tu như thế này mới chứng tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, tầng thiền thứ tư chứ cả. Không có chuyện quảng cáo rằng ai à, mà theo tôi thì tối thiểu tôi giúp cho đạt đến tầng thiền thứ nhất ba cái vớ vẩn này dường như nó không dính gì với thiền đủ ngộ đúng ngộ nữa nghe thiền đúng ngộ đặt ra quy cách đó là không đi vào tầng lớp của thiền tiểu thừa không có chứng sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền không vô biên sứ thức vô biên sứ gì trong đây cả một bước thẳng vào đất như lai ngay bây giờ ngay nơi đây anh chỉ cần liễu đạt được điều này thấu ngộ tự tâm anh vốn là năng lực đang chiếu sáng hiện tiền để quan sát mọi thứ an trú được trong cơ thể này thì đã có thể thể nhập vào tự tự tánh như lai thanh tịnh hiền thể nhập vào pháp thân của chính anh lực dụng đủ lớn để làm chi thưa các vị để giải thoát để tháo gỡ, để gỡ sạch, để buông xuống tất cả mọi tướng trạng, mọi chấp trước. Thứ hai, nhất thiết chư bệnh, bất trị tự sai, tức là tất cả các bệnh về thân, về tâm, tự nhiên nó bị gọt sạch. Tâm luôn thường trú trong trạng thái tịch tỉnh, tĩnh lặng. Thưa các vị, những sao động ưu tư bất an của trần thế không có nhiễu loạn được ta. Và khi an trú được như thế này, Thưa các vị thì tâm nó đã an cho nên thân nó tự điều tiết thôi. Thế rồi nó điều tiết không được. Cũng cái lúc chứ. Nó bệnh. Sổ mũi, nhức đầu. Covid. Đã là làm gì? Kể nó chứ. Nó bệnh là chuyện có nói với gì ta. Thưa các vị. Thiền sư bệnh khác với ta ở chỗ là ảnh bệnh đến cực kỳ. Ảnh ngồi, ảnh nhìn cái thân ảnh bệnh. Ảnh nhìn thấy thở, ảnh khò khè và anh làm được điều này cho nên thấy cái lúc chết anh nhìn thân thể ảnh nó suy sụp dần dần nó mất đi là cái sự cử động mất đi sự sống dần dần và cái chết nó từ từ đến và anh mỉm cười nhìn cái thân đang chết như nhìn người khác đang chết nó là như vậy nghe chưa nói chi thiền sư chưa nói chi thiền sư nghe bậc hiền thánh ngày xưa ngồi được đạo cỡ như sô rát ông đã làm được điều này rồi ở dạy cho cả một cái vùng cư dân của thành phố Hy Lạp. Thanh niên nó nghe ông nó tràn đầy hạnh phúc cho nên các vị tướng lĩnh đương triều gọi nó đi lính để giết người nó không thèm đi, nó khóc. Chuyện đó không chuyện đâu phải chuyện của nó. Đời sống nó quá quý cho nên nó không nhất thiết phải tranh danh đoạn lợi, tìm của cải, tìm chức tước, tìm quyền quy, tìm cái đẹp chuyện đó dường như không phải là chuyện của nó, nó chỉ có một việc là sống thôi. Thưa các vị, những lãnh chúa đương thời đâu có đơn giản chấp nhận điều này cho nên bác một là ông dừng lại không được quyền, quyền dạy làm hư cái nhóm thanh niên nó không còn cái tinh thần chiến đấu nó không trở thành những người lính trung kiên của hoàng đế thì đâu có thể giữ gìn được biên cương đất nước cho nên một là không được quyền mở lớp giải đạo cho cái nhóm này hai rời khỏi thành phố này đi chỗ khác làm gì cũng được Hai điều này không chịu, ba, uống thuốc độc chết Ông nói, ờ à, Ta sống Ta đem chân chân lý Ta dạy người, mang hạnh phúc đến cho người Điều này cấm ta đâu được Điều thứ hai, ta sinh ra Trong thành phố này, ta có mạng nơi đây Ta giúp đỡ được bao nhiêu người ở đây Ta đâu thể ra sa mạc Ta đâu thể ngồi chơi dưới dế được Ta phải chơi với con người chứ Điều thứ ba, uống thuốc độc, ư ừ, được Điều này, ta chấp nhận Tại vì ta đã từng sống ta muốn thử ra cái chết nó đến cho ta ra làm sao và quan tổng trấn của thành phố Hy Lạp bảo rằng là trước khi mặt trời sắp tối tức là mặt trời lặn ông phải uống thuốc độc vâng tôi rất quan hỷ về chuyện này thế là trước cái giờ uống thuốc độc ông nằm dài để ông chờ đợi chờ ông lắng nghe cơ thể của ông nó phản ứng ra làm sao lắng nghe tâm thức của ông nó phản ứng ra làm sao lắng nghe nhịp sống nơi tim không nó đòi cái gì nó thấy dường như nó rất bình an dường như nó nghe lời không nghĩa là ta đã sống gần này tuổi ta đã làm được gần này việc trong đời sống ta đã hạnh phúc tràn đầy ta nhận biết tỏ tường từng nhịp tim từng thời khắc sống cho nên không có gì hối hận cả cái sống ta đã biết quá tỏ tường bây giờ ta muốn nếm hương vị cái chết của nó ra làm sao cho nên thấy mặt trời gần lặng rồi đệ tử nó trù trừ nó không chịu đưa thuốc độc của nó này ta nghe nói rằng là trước khi mặt trời lặn ta phải uống thuốc độc cớ gì giờ này không đưa thuốc độc cho ta đệ tử nó kêu trời nó trời đất ơi thầy à thầy có biết là thuốc này uống vô chết nó, ta biết chứ ta nó từng sống từng sáng na sinh động từng sáng na và Trà ngập niềm vui từng sáng na Bây giờ ta muốn coi cái chết nó đến ta có được như vậy không Hãy đưa đây Ta nếm nó từ từ như nếm mật ngọt Thế uống, rồi uống vô từng ngụm từng ngụm Uống xong rồi làm chi? Làm dài lắng nghe Ông bảo ta nghe cái chết Từ dưới gót chân nó đang đi lên Thấy đầu gối rồi đó Và ta cảm thấy gì như không có gì thay đổi cả Cái thấy ta vẫn trong suốt Thế là nó lên tới ngang lưng Ồ oh. Còn phần trên Thế nhưng không vì lý do thân ta nó bất động, nó chết Mà ta có gì đổi thay Ta vẫn lớn lao cả hư không này Ta vẫn mênh mông như vậy Điều hỷ vọng vẫn ý như cũ Dần dần lên tới ngực Ông nói chắc ta sẽ không còn nói được cái kinh nghiệm của ta cho các con biết Nhưng mà ta hy vọng rằng là Nó lên tới cuối cùng gần tới hệ thần kinh não Thì ta vẫn còn có thể nói cho con biết cái kinh nghiệm của cái chết ở giai đoạn cuối nhưng mà ngay lúc này thì tình trạng vẫn không có, không có gì khác ngày bình thường vẫn thế và thế rồi cuối cùng đó là nó sắp lên tới não rồi ta chỉ còn nói chuyện được từ cổ họng ra đây nhưng ta nói cho các con biết và yên tâm rằng là dù cho cái chết lấy mất sinh mạng ta một cái sinh mạng như này này thế nhưng mà không gian của tâm thức ta vẫn mênh mông như là trời xanh lộng lộng và cái biết ta vẫn trong suốt như pha lê không có một gợn gì vẫn đục trong đó cả thế thì thưa các vị đại thiền định của chư như lai đại thiền định của thiền sư là như vậy nghe này đứng này đi này ngồi, này ngồi này nằm này ăn này nói vân vân này buồn này vui này hờn này giận này suy nghĩ lao sao này thích này ngủ này sống và tất bệnh và cái chết thì các vị không làm lay động được tâm bất động vô vi cho nên gọi là đại thiền định đây là đoạn thứ nhất nghe rừng buồn lỗ tai chưa <laughs> chịu khó nghe đoạn thứ hai phàm tương tâm cầu pháp giả vi mê bất tương tâm cầu pháp giả vi ngộ bất trước văn tự vi giải thoát bất nhiễm lục trần vi hộ pháp những bệnh đề này rất hay nha đem tâm mà cầu pháp tương tâm cầu pháp đây là bé là vô minh không đem cái tâm lăng xăng này để cầu pháp gọi nó là ngộ không chấp vào văn tự ngữ ngôn thì gọi là giải thoát không nhiễm vào sáu trần thì gọi nó là người hộ pháp giản dị thôi hộ pháp không có nghĩa là kéo nhau xuống biểu tình rầm rộ chống đối chính quyền nọ chính quyền kia không có hộ pháp không có hàm nghĩa gì khác ngoài cái việc đó là chi đó là đối với sắc thiên thương, thương vị xúc không nhiễm bận. không bị nó lôi kéo không bị nó sai xử không bị nó nhận chìm không bị lo phiền muộn chi nó thao túng ta luôn trú tâm trong trạng thái hỷ lạc của thiền luôn an trú trong đại thiền định lực thì gọi là hộ pháp đoạn trên dễ hiểu rồi thưa đại chúng rằng ta học phật đôi khi ta học chưa có được là bao nhiêu nhưng mà ta lại chồng thêm vô cái bệnh chấp trước của ta đó là một bệnh nặng nề về văn tự chữ nghĩa nghe đôi khi mình lý sự thì giỏi nhưng mà tu thì dở không được ba mớ đạo lý rồi đem ra khua môi múa vỏ để đánh lộn với nhau cho vui chứ còn kỳ thực là cái việc học đạo lý để ứng dụng vào tu chứ không phải việc học đạo lý để trình cho thiên hạ biết rằng tôi hiểu pháp nghe vì thật rằng nếu mình không có vì cái nhân duyên trả ơn tam bảo đem những lời kinh của phật hoặc là lời ngữ lục có chữ tổ ra và phân tích giải bài thì mình cũng chẳng làm cái việc dạy học làm chi đâu nghe cái này không phải mình kêu kỳ chi nhưng mà dường như bản chất của mình hồi xưa giờ giống là một nông tăng thôi tức là ông tăng nhà quê làm ruộng thôi nghe xin thưa rất là thành thật như vậy để cho đại chúng là thông cảm ngay từ ngày bước vào chùa tu mình đã quyết định một điều rằng đó là tu để làm một việc đó là thành tựu được sự nghiệp an lạc tự thân thôi còn cái chuyện giảng kinh thiên pháp sẽ ai gì đọc phật chuyện người khác không phải chuyện của con nhưng mà bò vô những lớp học cũng học hành với người ta cho nó đàng hoàng lớp giảng sư cũng có mặt và đại học cũng có mặt vân vân là trường ốc của phật học thì cũng bò vô với người ta nhưng mà thú thật cho tới hôm nay tìm cho mình một cái bằng để chứng minh rằng là học lớp nọ lớp kia gì như không bao giờ có nếu có bằng hữu nào bảo rằng là tại sao ông không giảng sư rồi ông không có đi giảng giờ dạ thôi tôi học cho biết coi trong đó dạy cái gì <laughs> thực ra thì thưa các vị âu cũng là cái nhân viên ta bảo xui khiến nghe và đẩy mình dần dần đi vào con đường mình không muốn bao giờ trở thành một vị thầy dạy học trở thành một người hướng dẫn tu tập cũng là việc nhân viên của thần lực bồ tát suối thôi có lẽ anh nên bắt thường bồ tát quan âm thì đúng hơn tại ngày suối thôi chứ con không hề muốn làm chuyện này thế nhưng mà cái bệnh thứ hai cũng trời cho dễ thương hơn cái bệnh đầu khó ưa lắm nhưng mà bệnh thứ hai tương đối dễ thương xin thành thật khai báo đó là chi không làm thì thôi đặt mình trong việc phải làm thì thưa các vị làm chân tình làm hết lòng làm chết bỏ nghe không hàm nghĩa rằng là mình là dở hơi đem tất cả tâm huyết của mình sự hiểu biết của mình năng lực nhận thức và sự tu tập của mình truyền đạt hết lòng mình có quan niệm rằng là một buổi dạy học cho nó đàng hoàng cho xứng đáng không dạy thì thôi lên lớp dù cho hai người học thôi không cần nhiều nghe nhưng mà dạy bằng cả trái tim sôi nổi, bốc lửa. Chứ không có nói, à, trả nợ quỷ thần. Không có câu giờ, không. Đi vô vấn đề trực tiếp. Từ nền tảng một tâm thức, từ một nền tảng tập khí như vậy cho nên dường như mình quan sát đời sống mình làm mọi việc bằng cái chân tình như vậy. Hết lòng như vậy. Thế nhưng có một điều xin ghi chú nơi này. <laughs> làm mọi việc bên ngoài hết lòng nghe. Nhưng mà tu thì còn chưa hết lòng phải <laughs> nói rõ điều này không thôi ta làm nếu tôi hết lòng với chuyện tu thì tôi đã thành thánh rồi nghe do vậy cho nên vẫn còn phạm thu từ điều này xin thưa nhau rằng thưa các vị chúng ta học Phật để hương vị chánh pháp thấm nhường vào thân tâm ta gột rửa phiền não cấu quế nơi ta thay đổi đời sống chính ta chứ không phải học Phật để đem ra cải lộn hoặc là trình làng vẫn là chứng minh rằng tôi hiểu biết phật pháp và mình gặp những người cố tình chứng minh năng lực trí tuệ hiểu biết phật pháp từ các vị mình cảm thấy sao rất là ngao ngán tại sao điều thứ nhất thì giờ đâu làm chuyện đó điều thứ hai đến một lúc nào đó căng cơ người ta chín mùi tự người ta hiểu chứ còn đâu cần mình phải cố tình giảng giải để cho người ta hiểu đâu điều thứ ba cái sự hơn thua trong khẩu chiến thưa các vị nó không mang người ta đến sự phát bùa đề tâm tu tập họ thua mình trong cái lúc lý sự thưa các vị dường như cái nỗi hậm hực nó rất lớn cho nên không chinh phục người bằng con đường lý luận đâu nghe thế cho nên chủ trương của phật pháp không hề có chuyện học để tranh cãi do vậy cho nên bất trước văn tự vi giải thoát cả nhất Đừng chấp vào văn tự thì gọi là giải thoát Điều thứ hai Cũng câu này Nương vào văn tự để liễu đạn nghĩa kinh nha Nương vào ngón tay chỉ dày Vượt ngoài ngón tay Thấy trên trời là mặt trắng Chứ không phải ngón tay là mặt trắng Nương vào văn tự Để làm chi Quay ngược lại, phản chiếu lại Cái gì bên trong anh Để nghiệm ra cái thể không sinh không diệt nơi anh Chứ không phải là cãi nhau về việc chân như niết bàn phật tánh nó từ cái văn học nào nó nó sinh ra và ta hiểu nó như thế nào mới đúng thưa các vị dường như chúng ta đều lây quay trong cái chuyện là dính mắt vào văn tự lây quay vào cái chuyện là muốn chứng minh sự hiểu biết của mình hay nói cái khác học để tô ngoài cái lớp bản ngã này thêm một lớp bản ngã của niềm tự hào còn chưa có khả năng quay ngược về nương vào lời kinh tiếng pháp của phật để nhận diện ra cái gì phật muốn chỉ nơi hình hài sinh diệt này nghe cho nên hãy rời văn tự mới tiền được con đường giải thoát là vậy bất tương tâm cầu pháp vi ngộ tương tâm cầu pháp vi mê thưa các vị đem cái tâm sinh diệt này gọi là đem tâm cầu pháp đem tâm sinh diệt này cả nhất là cầu thầy thì ông thầy đó tương ứng với tâm sinh diệt của các vị các vị đến với chùa viện mà các vị cảm thấy ông thầy này vô cùng dễ thương. Chuyện gì phát sinh vậy? Do vì đó là vợ linh. <laughs> Cho nên ông thầy ông cư xử với mình phải đạo, ông điệu đàn, ông biết rất trà, ông biết mời mọc, ông biết chiều đãi nhân tình. Gặp giờ không linh, ông thầy đó, ông nổi khùng, ông tạt nước vô mặt mình. Thưa các vị, thì từ đó mình bất tính đảm bảo, Giờ linh thứ hai thưa các vị lúc đó lòng mình tràn ngập niềm vui Cho nên mình nhìn thấy cảnh trí đất trời đang vào xuân Cho nên vui rạng rỡ Cho nên gặp thầy gặp cô nào mình cũng thích chí cả Mình cảm thấy ôi Đạo Phật tuyệt vời Thế nhưng mà tất cả điều đó nó nằm ở trên cái tầng cạn của một tâm thức Buồn vui hận nhẫn bất an hay nói cái khác Từ đến nền tảng cảm xúc mình đến với Đạo Chứ không phải đến với Đạo bằng cái nhiệt tình tham tu do vậy cho nên khi cảm xúc nó sinh thì mình đến khi cảm xúc nó lui thì mình lui mình thương đạo thương thầy qua cảm xúc thưa đại chúng rằng là trên cái nền tảng tâm sinh diệt mình phát cái tâm tu thế thì tâm tu này không phải là tâm tu đạt đến cái hảo tâm của người tu tập mức độ thứ hai thưa các vị có được sự hiểu biết nhất định học pháp hành trì biết rằng Phật Pháp rất thâm diệu cho nên mình đến cái công trình tu học thông ngang qua cái cửa của già lam tử viện bề bộ vượt ngang qua cái cửa của các thầy lăng xăng chạy vải hình thức ngược xuôi hoặc là các ông quần sắn bóng lợn này cái lúa hoặc là các ông lăng xăng kiếm tiền kiếm gạo hoặc các ông rượt đuổi lợi danh thưa các vị cái chuyện đó mình dẹp qua hết không quan trọng đời sống của các thầy Họ đều phải sống như vậy cho nên ta không có bận tâm chi về cái chuyện phải quấy thị phi dở hay tốt xấu của thế giới người tu. Ta đến để đạo ta tu thôi mà. Đây là hành giả có một chút tri thức rồi đây. Vượt ngang qua cái tầng chấp trước như vậy gọi là không đem cái tâm để cầu pháp nha. Đem cái tâm trí thành Mong rằng là ngay cuộc đời này con đã chán chuyện khổ đau trần thế. Con đã chán cái chuyện sinh tử lương hồi. Con không muốn dìm mình trong đời sống bất hạnh nữa. Cho nên con tìm cái nguồn chánh pháp sâu xa. Con thể nghiệm được đạo Để ngay bây giờ con tu thế nào để cho đoạn phiền não sạch lậu hoặc chứng nghiệm được thánh trí thành tựu Niết Bàn thôi. Thì đem cái chí nguyện lớn lao như vậy. Đem cái tấm lòng cháy bừng như lửa như vậy đến với đạo tu. Các vị vượt ngang qua rất là nhiều cảm bẫy của cái cửa đạo nó đang lạc dẫn các vị đi vào con đường hầm hố. Thì đây được gọi là không đem tâm cầu Pháp. Tầng thứ ba, đang đến chiều thăm sâu đem cái gì cầu Pháp? Thưa các vị, Pháp đại nguyện trước Thập Phương Nam Bảo rằng là đời sống con nó tử sinh nhiều quá rồi bây giờ con chán chuyện tử sinh. Con chán xin đi xin về trong cõi bộng mỹ này Con chán đời sống sao cứ gặp nhau Rồi chia tay Nỗi khổ gặp nhau cũng khổ Chia tay cũng khổ Bệnh cũng khổ Già cũng khổ Gặp ông thầy Con hồng đạo mới mấy hôm Ông tự Chứng nước bàn Ông đi mất Cũng khổ Do vậy cho nên con muốn rằng Ngay bây giờ con ngồi đạo Con biết được cái gì không Xin công việc này Nào sinh việc này con nắm được pháp hành trì này con liễu đạt được tâm này con đi vào con đường tu tập thực sự thì gọi là không đem tâm cầu pháp và ngộ được chỗ này các vị siêu việt được cái tầng tâm sinh diệt của các vị siêu diệt được cảm tính buồn vui của các vị siêu diệt được hình danh sách tướng của các vị đến với đạo và công trình tu như thế này rồi thưa các vị các vị mới có cơ may gặp được những vị thiền sư lỗi lạc nghe Thiền sư lỗi lạc nghĩa là người đã chứng ngộ, người đã thấy đạo, người đã có thể làm thiện tri thức, khơi mở tâm thức cho ta. Và cái hạng người này, thưa các vị, có khi họ du côn lắm. Họ không có cần nhân tình đâu nghe. Không có chịu uống thế thái đâu nghe. Và họ vũ chiếu, ngồi khóc núi tu thôi chứ họ, họ không cần Phật tử lăng xăng đến họ. Không cần sự kính trọng của ai. Càng không cần sự thương mến của ai Một mình đi trong cõi hư vô Lộng lộng thôi Do vậy cho nên không đem tâm cầu đạo Gọi là ngộ Đem tâm cầu đạo gọi là mê Có nghĩa là như vậy Không dính mắt vào văn tự Thì gọi là giải thoát Và không nhiễm sáu trần Gọi là người hộ pháp Hộ pháp là chi Có nghĩa là người hộ niệm liên tục năng lực bất động của mình không để cho nó chạy đi đâu cả, không có bị nhiễm ô uế của trần cảnh gọi là người biết giữ gìn pháp, hỗ trì pháp cũng có nghĩa là hỗ trì tâm của các vị, hỗ trì phật tánh của các vị người như vậy thì luôn ở trong thiền định ngay xuất ly sanh tử vi xuất gia bất thọ hậu hữu danh đắc đạo hai cái từ này rất hay này. xuất gia không hàm nghĩa rằng là lăn xăng bỏ cái nhà nhỏ vô nhà lớn ở không thay đổi chỗ ở từ nhà tầng thế đến, đến nhà chùa không phải là xuất gia ba tầng nghĩa xuất gia chúng ta nói tiền học tức là xuất thế tụng gia đó là giai đoạn cạn nhất dễ nhất ai cũng làm được cả thế nhưng mà ra khỏi nhà phiền não mới là chuyện đáng nói nha này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an. Hình dung rằng nếu một người tu đụng tới là mặt của họ sụ xuống thì còn nghĩ lý gì? Và ta tự hào ta là người phân tử tu tập. Thế nhưng mà động tới ta mất vài đồng tiền hoặc là người thân ta ra đi do gì vô thường dịch bệnh. Ta khóc mùi, ta nằm ta dường như thiên thiếp chết tới nơi. Thế thì còn nghĩ lý gì cho nên dứt sạch phiền não gọi là người xuất gia và ra khỏi ba cõi chấm dứt tử sinh mới gọi là người xuất gia chân chính nghe bất thọ hậu hữu danh danh đắc đạo thưa các vị gọi là người đắc đạo không phải ông đó phóng được hào quang ông đó đi mây về gió ông đó có thể trên thân phóng ra lửa và quanh người ông tỏ ánh sáng Quả quan tâm mũi gì cả không có thể nhìn các vị nói rằng quá khứ các vị từng là ông nọ bà kia hoặc là từng là con gì tái sinh anh đây gọi là cái kiểu gọi là soi cân, hoặc là nhìn ra trong quá khứ ta là cái chi phật tử ta hay vác sát tới mấy ông thầy lừa gạt vớ vẩn đó xin thầy soi căng nhiều coi con có căng tu cũng không không có gì khùng mạnh kiểu này nghe thưa các vị Ngàn thánh chưa có vị nào xuất hiện giữa nhân gian này được gọi là thánh thiệt Mà biểu hiện cái chuyện kỳ lạ Lạc dẫn tâm thức người ta đi vào máy tính đâu nghe Các bậc thầy chân chính chỉ có một việc dạy chánh pháp Không có chuyện nói cái chuyện ma mị thần thánh Không có chuyện nói cái chuyện thiên linh cái Không có chuyện nói là cảnh với ma tôi thấy Thưa các vị dù thấy thiệt ông chưa bao giờ mở miệng Chỉ có cái chuyện hồ đồ vớ vẩn lâu thôi mới làm chuyện này thôi nghe tăng sĩ thiệt sự thưa các vị trí làm một việc là giảng dạy chánh pháp cho người ta có niềm tin phật pháp chứ không có nói chuyện gì ba bị thần linh phía nọ phía kia linh ứng vân vân thưa các vị điều đó vô cùng sai với chánh pháp như lai do vậy bất thọ hậu hữu đắc đạo cái người đắc đạo thưa các vị đó là người biết rằng ngay bây giờ thiền não đã sạch lậu hoặc không còn ta có thể chứng nghiệm niết bàn ta không còn việc chi để làm nữa ngay thứ khác họ đã liễu đạt được một sinh thân này là sinh thân cuối gọi là người đắc đạo không hàm nghĩa rằng đắc đạo có hậu quan đắc đạo có thần thông đắc đạo có thể biến hóa có thể là hiện thân nơi này và có mặt nơi kia vân vân thưa các vị những điều đó dường như không dính với cái từ định nghĩa của đạt ma ngộ thánh Luận nghe bất sinh vọng tưởng danh niết bàn bất xử vô minh danh đại trí tuệ khi vọng tưởng theo tâm thức các vị không còn lăn xăng nữa chỉ một trạng thái tịch nhiên hàm nghĩ chi đầu tiên ta tu tập tâm ta luôn có đối tượng nghe đây là buồn vui nè ta luôn làm người quan sát buồn vui đây là nghĩ suy nè Tâm ta luôn an trú trong trạng thái Tỉnh tại, chiếu sáng, quan sát Những nghĩ suy Đây là giai đoạn của sự tu tập Đạt đến một lúc nào đó Đã thuần rồi Cái chuyện tự nhiên xảy ra Thưa các vị là các vị không cần Cố tình gì mà cái năng lực tâm Nó luôn có mặt, nó chiếu sáng Thì đã đạt đến Bước thứ hai là đã không cần Dũng công chứ cả Và công phu nó tự hằng nửa Bước thứ ba, những đối tượng làng nhàn như những buồn, những vui, những lo âu, phiền muộn, những nghĩ suy, thưa các vị, tắt hết chỉ còn một trạng thái rỗng lặng tự nhiên của tâm nó đang chiếu sáng. Đạt đến cái thấy như thế này, đạt đến trình độ như thế này, gọi là chi? Gọi là người đang trú trong nước bàn và cũng gọi là người đã trí tuệ nghe tại vì không có một vô minh nào sinh khởi Tức là không có niệm lự nào sinh khỏi trong đây Không có buồn vui nào sinh khỏi trong đây Thế nhưng đừng nghĩ rằng Cái tai đó hay là cái vị thầy đó Hay là cái vi thiền sư kia là người vô cảm Không biết buồn vui thứ hay không Họ như con người bình thường Thế nhưng Những cái sinh hoạt đời thường Không có lôi cổ họ được Không nhận chìm họ được Phải sống hiên ngang giữa cuộc đời này Như bao người nhưng mà khác với bao người Tại vì tâm của họ luôn trú Trong trạng thái tịch tỉnh của Niết Bàn cho nên đây đây bảo rằng Bất sinh vọng tưởng danh Niết Bàn Bất xử vô minh danh Đại Trí Tuệ Chữ sử này có hàm nghĩa rằng là không ở trong vô minh Không một sát na nào trong vô minh cả Và vô minh ở đây được định nghĩa là Các vị quên mình là vô minh ngay. Còn chân nhớ Thì minh liền có Thế nào là quên cái trạng thái quên đầu tiên đó là mình lững đững lờ đờ không biết mình đang làm gì không biết mình nói năng ra làm sao tâm mình không chiếu sáng tâm mình không rạng ngời tâm mình không nhận biết ngay phút giây hiện tiền này gọi là vô minh thế nhưng trạng thái tâm của các vị đang buồn đang vui đang hờn đang giận mà các vị không có năng lực nhìn thấy được buồn vui hờn giận là vô minh Dòng ý thức đang chạy ngược xuôi Các vị không có làm được việc Nhìn dòng ý thức đang chạy ngang qua Thì vô minh Thế thì mình có hàm nghĩa rằng là Làm cho cái năng lực nhận biết Đang chiếu sáng hiện tiền Và liên tục thì gọi là người trí tuệ Gọi là đoạn sạch vô minh Gọi là chứng nghiệm pháp thân Thành tựu niết bàn đạt đến an lạc tịch tỉnh, tỉnh Thế thôi vô phiền não danh bán nước bàn tức là không còn phiền não gọi là đại tịch diệt gọi là nhập nước bàn tịch diệt vô tâm tướng xứ danh bị ngạn mê thời hữu tự ngạn nhược ngộ thời vô thử ngạn khi tâm không còn một cái tướng trạng nào nữa gọi là qua bên bờ bên kia thế nào là tâm không tướng trạng gọi qua bên bờ bên kia thưa các vị Tâm ta bây giờ thì nhiều tướng lắm Tại vì mỗi cái buồn cái vui Là một tướng một chúng sinh nha Mỗi lo phiền muộn là một chúng sinh Đang sinh trong các vị Bỏ một ý thức đang lợn cợn sinh ra Cũng là tướng trạng tinh tế Nhưng cũng tướng trạng Và nếu Còn tướng trạng như vậy thì còn cái chứ Còn ở bên bờ này Còn ở bên bờ sinh tử Còn ở bờ phiền não Còn ở trong cái vòng của khổ đau còn khi tâm sạch hết tướng trạng thì các vị đang ở ngay bỉ ngạn tức là ngay bờ niết bàn không có cần đọc cái câu gat tê gat tê. yết đế yết đế mà bà là yết đế bà là tăng yết đế vừa để tác bà hai không cần khi các vị nghiệm ra được tâm thể các vị luôn vắng lặng luôn tịch nhiên luôn bất động luôn vô niệm luôn chiếu sáng ngay hiện tiền không phút giây nào rời cái vùng tâm này thì các vị đang ở bên bờ niết bàn ở bên bỉ ngạn ở trên cảnh giới của mười phương chư như lai còn nếu tâm các vị nó còn buồn còn vui còn hờn còn giận còn này lo lắng bất an còn nhiễu nhương còn ô tạm thì các vị biết rằng ta vẫn còn ở bên bờ tử sinh bên này thôi thế định nghĩa thứ hai khi ta mê thì có thử ngạn nếu ngộ rồi thì bị ngạn ha tức là khi ta còn mê mờ không biết được đạo lý thì ta còn thấy bờ bên này bờ bên kia tại sao tại vì phàm phu thì luôn ở bên bờ này luôn ở bên bờ sinh tử và nếu giác ngộ tối thượng thừa rồi thì tâm ta không trụ ở bờ này không trụ ở bờ, bên kia đó gọi là ly tất cả bỉ ngạn và thử ngạn trú trong thiền định đại tịch diệt khi ta mê thì ta luôn ở trong cái lĩnh địa trong cái lĩnh vực của phàm phu tâm luôn buồn luôn vui luôn hận luôn giận tâm ta luôn dính với cảnh tâm ta luôn dính với tình tâm ta luôn dính với vọng thức thế là khi ngộ thì thưa các vị ngay lúc buồn giận giác thương ta đã có khả năng xả ly nữa ta đã có khả năng trú trong trạng thái tịch diệt của niết bàn rồi cho nên B thì ở bên bờ này của tử sinh Ngộ thì các vị liền ở trong lĩnh vực của bờ Niết Bàn của Mười Phương Chư Như Lai nghe Ngộ thì thưa các vị không cần chút một móng tay, một khẩy tay này, tức là không cần một búng tay này. Các vị liền có mặt trong biển Niết Bàn của Chư Như Lai, trong thể tánh tịch diệt của Mười Phương Chư Phật, hay là trong cái tự tâm giác ngộ của các vị, cũng là vị Phật của chính các vị. Thế cho nên mê và ngộ, không cách nhau đường tơ kẻ tóc nào cả nói rõ hơn nó là mê ngộ chỉ cách nhau trong một niệm thôi nghe mê thì chúng sinh ngộ thì phật cho thế nào là mê đây buồn đây vui đây hờn đây giận mà ta thấy ta là nó là mê thế này buồn vui hờn giận nó vẫn chạy ngược xuôi nhưng mà ta đang quan sát nó thì lập tức ngộ liền có mặt phật liền có mặt Phạm phu luôn ở bên bờ này nếu giác ngộ được tối thượng thừa Tâm không trụ bờ này Cũng không trụ bờ kia Cho nên gọi nó là Rồi được thử ngạn và bị ngạn Tức là siêu việt luôn Sinh tử và niết bàn Đây là câu kết của đoạn Thứ tư này chúng ta học Xong một đoạn Thế là việc kế tiếp Mình xóa này đi Kiếm việc khác nha xin thưa rằng là mình dùng chữ màu xanh này nó có lý do của nó lý do thứ nhất tiết kiệm <laughs> thứ hai dường như chữ màu xanh này nó dễ xó hơn chữ màu đen và các vị cũng đâu có chép chữ màu xanh này đâu cho nên thôi thì cứ viết bản chữ hán bằng màu xanh chữ việt chúng ta sẽ viết nó bằng màu đen Thế là mình sẽ giải thích đoạn này như một tổng kết cái điều mình vừa dịch vừa giải nghe. Cũng xin thưa rằng mình rất là lười trong cái chuyện dịch cái văn bản này cho nên mình dịch miệng thôi. Rồi nó trúng trật gì ráng chịu thôi. Trong tương lai các vị tìm văn bản này đọc nghe. Thế cho nên có thêm cái phần này để kết lại thôi. Điều thứ nhất, thiền tập đúng nghĩa của đại thừa cái từ này chúng ta cần nên hiểu nghe đừng nghĩ rằng đừng nghĩ rằng đại thừa chỉ là luận lý đại thừa chỉ là học thuật đại thừa chỉ là học cho giỏi rồi giải thích đây là đại thừa không cái nền tảng xây dựng pháp đại thừa thưa các vị đó là đi vào định của đại thừa là khi có được năng lực của định đại thừa từ cái nền tảng thấu đạt Phật pháp thì mới nói đến chuyện nếu đạt được kinh văn đại thừa nghe xin thưa rằng kinh văn đại thừa nếu không đi vào bằng con đường thiền định có năng lực tu tập và giải ngộ được thiền đốn ngộ mình lặp lại nghe không đi ngang qua cửa thiền đốn ngộ hiểu được ý tổ thì không đi vô văn học đại thừa nổi tôi thách đó các vị hòa thượng lớn hơn tôi cũng vậy luôn đừng nói là cái hàng tôm tép cỡ như tôi nghe cho nên nên nhớ nghe đại thừa nó không hào nghĩa chỉ là luận lý chỉ là kinh văn chỉ là pháp hoa niết bàn bát nhã hoặc hoa nghiêm học nơi đó thưa các vị nếu không có cái nền thiền đấu ngộ thì đố mà liễu giải được những điều này nhiều lắm là học thuộc lòng từ ngữ nói cho trơn tru nghe cho vui tai thôi chứ còn kỳ thực cái lực tu không có thì không thể không thể đi vô đại thừa được mà lực tu đó là công quân thiền định của đỉnh bất động này đỉnh bất động này hiểu được nó thưa các vị phải đi ngang vào cái cửa thiền đốn ngộ và không có vị thiền sư của truyền thống đốn ngộ Trung Hoa nào không là những vị từng học sôi máu đối với kinh văn đại thừa từng ở trong lục viện 10 năm 20 năm đừng tưởng thiền sư coi thường luật tạng đừng tưởng thiền sư không học văn học đại thừa đừng tưởng thiền sư chỉ nghiên cứu đại thừa không biết về nikaya hoặc văn học á hàm nhé do vậy cho nên thưa các vị để hiểu được lời kinh nguyên thủy của như lai người ta phải học đại thừa và để hiểu được đại thừa người ta phải đi vào cái cửa tu tập của thiền đốn ngộ và khi hiểu được thiền đốn ngộ thì ta lội ngược dòng về đại thừa và tận đầu nguồn của kinh văn nikaya dòng chảy này thưa các vị này được xuyên ngang qua bằng bộ sợi chỉ đỏ tức là sợi chỉ hay nói cách khác đó là dòng máu của tàu khê vẫn còn đỏ thấm vẫn còn sinh động tới hôm nay nói xa hơn thưa các vị lời kinh của như lai thế tôn từ 26 thế kỷ trước tới hôm nay vẫn còn sáng bừng chất giác ngộ vẫn đơn giản dễ hiểu giúp cho ta thể nghiệm được đạo chứng nghiệm được trạng thái tịch tịch niết bàn chứ không phải là đại thừa chỉ là một mớ chữ nghĩa giải thích cho vui và những loại ngôn ngữ hóa tướng hóa chấp thưa không hãy hiểu rằng cái nền tảng xây dựng nên pháp đại thừa nền tảng đi vô công trình đại thừa đó là công phu của thiền định nếu không có thiền định thưa các vị không thể đi vô đại thừa được thiền định ở đây không hàm nghĩa rằng thiền của tiểu thừa hay thiền của ngoại đạo mà thiền định ở đây thưa các vị là định bất động hay nói cái khác là tự tánh thanh tịnh thiền như lai tự tánh thanh tịnh thiền đó là thiền của đại thừa nghe đây là điều đầu tiên mà giải thích cái từ này để cho các vị có một cái khái niệm mà đại thừa nó không đơn thuần như chúng ta càng không giống những điều các vị pháp sư giảng giải đại thừa thế này thế nào thế kia thưa các vị trên văn tự chữ nghĩa nghe cho vui thôi chứ còn kỳ thực thâm nhập đại thừa đây là một loại dành cho căn cơ cực kỳ lớn lao thâm ngộ thiền cơ mới đi vô đại thừa được nói thế này để tri ân một vị thầy già đó là ông cụ trúc lâm nghe không có ông cụ không mở cánh cửa đại thừa để cho hàng tăng chúng bình thường có thể thâm nhập vào cái dòng chảy của kinh văn tất nhiên mỗi người có một căn duyên với một số các vị thầy có căn duyên với một số ngôn ngữ của những vị thầy nghe. riêng mình cái chất của mình chất nông dân cho nên mình gặp ông cụ trúc lâm và lời dạy ông cụ nó tương ưng với mình cho nên mình đi vào cái nền tảng kinh văn và hiểu tương đối có thể mở bung được nhiều mối đó là điều đầu tiên ta giải thích về cái từ này để các vị đừng nhầm lẫn. Có mấy điều nữa đây. Điều thứ nhất là rời đỉnh và động gọi là đại thừa. Thứ hai, thành tựu. Cái phần này, nó có phải ý nữa đây mình gọi ra để cho đại chúng lưu tâm. Thứ nhất là các vị có được cái lực của đại bố thí rồi đã. Thứ hai, được cái năng lực rời được động thứ ba rời được định luôn nữa định nghĩa đúng nghĩa nhất của thiền đại thừa hay là như lai tự tánh thanh tịnh thiền và dạ, cái từ này rất quan trọng nha giải thích cái từ này là các vị thấy tại sao nó đủ ba yếu tố này thôi thế nào là như lai tự tánh thanh tịnh thiền Thưa các vị, Như Lai hay vốn là bất bất động không sinh không việc, gọi là Như Lai. Tự tánh là chi? Là bản chất của các vị đã có gọi là, là tự tánh. Thanh tịnh thiền là chi? Thưa các vị, thiền định này vắng lặng sạch sẽ, không có bóng dáng gì của những cái tầng tu chứng cấp một cấp 2, cấp 3. Càng không có cái chi để các vị nắm bắt, không có địa vị nào để các vị leo vô, không có bước từng bước gì cả một tróc tay dày các vị liền bước vào ngưỡng cửa của như lai thanh tịnh thiền cho nên gọi rằng đại thừa thiền là tự tánh như lai thanh tịnh thiền là như vậy nghe lùng buồn lỗ tai dễ hiểu không rất dễ hiểu nghe thế này mình ví dụ thôi ví dụ các vị hình dung rằng là nếu ta đi vào tầng lớp của thiền định được nhắc dẫn bởi kinh tạng tuột về văn học quả hàm thì phải đi vào đầu tiên là chi sơ thiền ly sinh hỷ lạc nhị thiền định sinh hỷ lạc tam thiền ly hiểu diệu lạc tứ thiền xã niệm thanh tịnh tức là cái cuối cùng của tứ thiền là bỏ sạch hết những cái tầng chứng ban đầu đầu tiên là cái niềm vui rực rỡ của một người tu tập xã ly được phàm tâm xã ly được chấp trước xã ly được ác pháp thuần mẫu thiện pháp sống được với thiện pháp thuần thiện như vậy rời tất cả phiền não nghiệp chướng là hoạt thì đắc tầng thiện thứ nhất điều thứ hai đi vô cái tầng đỉnh đầu tiên thưa các vị là niềm vui nó tràn ngập cả thân tâm đến nỗi từng tế bào của các vị nó reo vui chứ không phải là cái miệng các vị cười nữa nó cười toàn thân của chúng ta gọi là chi định sinh nghĩ lạc nhé đạt đến cái tầng thăm sau u ẩn thứ ba thưa các vị lúc bây giờ ly hỷ diệu lạc tức là cái vui rạng rỡ cái vui toàn thân, cái vui cả trời cũng vui theo đó của đệ nhị thiền thưa các vị nó rớt xuống còn lại một cái vui trầm lặng thâm sâu êm dịu và lặng lẽ hay nói cách đơn thuần đó là cái trạng thái vui này nó không biểu hiện ra bên ngoài, không phải như người chúng số gì cả, nó là một trạng thái tâm tràn đầy niệm lực của đạo, không một phút giây nào lòng mình trống vắng không có những phút chạnh lòng không có chuyện buồn khổ bất an đồ chạm vào các vị được thì gọi rằng đắc tam thiền ly hỷ diệu lạc cái niềm vui nó màu nhiệm nó vi tế nó thâm sâu nó u ẩn nó thầm lặng vô cùng không ai biết cười không đưa mười cái răng đâu nghe cười mỉm mỉm thôi <laughs> gọi là ly hỷ diệu lạc đạt đến tầng thứ tư thiền định là chứ thưa các vị xả điện thanh tịnh là bỏ sạch hết chỉ còn một trạng thái thanh tịnh lặng lẽ bất động như nhau nói cười bình thường đứng đi bình thường không có biểu lộ cái đạo hạnh gì cho người ta thấy cả bỏ sạch hết những tầng tu chứng ba tầng đầu vô cùng cực khổ thế thì thưa các vị đạt đến cuối cùng để đạt đến thanh tịnh đó là thiền của thinh văn thưa ở đây như lai thanh tịnh thiền là chứ trú trong tự tánh thanh tịnh của ta bản chất tâm của ta vốn đã thanh tịnh vô cấu quế này nói theo ngài lục tổ thì năng là hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh đâu ngờ ta nghiệm ra được tự tánh của ta thì ta thấy tự tánh ta xưa giờ nó thanh tịnh đâu có nhiễm tiền não đâu thế rồi dùng ví dụ dễ hiểu là thế này các vị nhìn coi xưa giờ ta cứ làm ta là những buồn những vui những hờn những giận những lo toan những bất an những sầu thảm thế là chợt nghiệm ra Ôi, những thứ này nó là một cảm xúc. Nó nặng, nó nhẹ. Nó ở lâu hoặc nó chết rất vội nhưng mà đến đi rồi cuối cùng nó không phải là ta mà ta là trạng thái tâm luôn quan sát được nó khi nó đến. Quan sát được nó lúc nó đi. Quan sát được lúc không có nó. Nhớ nghe, ba trạng thái nghe. Lúc có, lúc không. Lúc trạng thái rỗng lặng tự nhiên. Cái tâm quan sát vẫn đang có mặt hiện, hiện tiền. Tâm ấy ở đâu vậy ngay bây giờ ngay đây ai thiếu đâu thế thì ngay bây giờ ngay đây các vị nhìn lại cái tâm đang quan sát ấy các vị thấy cái nội dung của nó là gì không có gì cả những buồn những vui trong quá khứ giờ như nó biến mất và vô không có bóng dáng gì còn lại cả chỉ còn lại một trạng thái tâm đó là đang nghe thầy phước tịnh nói như súng bắn thôi chứ không có gì khác suy nghĩ không kịp nói lo mà nghe thôi chứ còn ở đó mà suy nghĩ và phê bình trạng thái tâm này đâu có buồn vui gì đâu đâu hận dẫn gì đâu đâu lo toan gì đâu thế thì các vị nghiệm ra được chỗ này thì các vị biết được rằng bản chất tâm các vị nó vốn là vô nhiễm không dính chi phiền não cả sống liên tục với điều này và ngày và đêm sáng và tối nói đến đi đứng động tĩnh ăn uống làm việc vân vân không rời trạng thái này thì các vị đang trú trong như lai thanh tịnh thiền đây là điều thứ nhất mình nói về đại thừa thiền nó là như vậy cái bước để đi vô điều thứ nhất là đại bố thí nghe người quá trọng thị thân này không thể đi vô cửa thiền này được họ chỉ có thể sống làng nhàng trên cái tầng vật lý thôi lo cho thân ăn lo cho thân ngủ lo cho thân có những niềm vui xe xô với thiên hạ chu cấp nó đủ thứ vật dụng cần thiết và vì nó tạo bao nhiêu nghiệp tai nạn phạm phú cho nên không thể đi vào con đường thiền định đi vào con đường thiền định đầu tiên là phải bố thí thân cái đã như mình đã giải thích phần đầu điều thứ hai rời động là chết tâm thức không còn lăn xăng ngược xuôi đây đó không còn chạy vải tất tả không còn buồn giận ghét thương không cảm thấy cần khoe mẽ về lợi về danh không cảm thấy khoe mẽ về kiến thức thậm chí kiến thức phật học cũng đừng bao giờ khoe nghe cần chẳng đáng cại miệng mình mình mới nói thôi chứ còn bình thường thưa các vị người có được chút năng lực tu họ không bao giờ mở miệng ra trong lúc không cần thiết lúc bình thường như ngài ca diếp như chiếc chuông úp lặng lẽ không âm vang như chiếc chuông đang xì úp ngoài trời thôi Thế nhiều khi cần thì vang vọng cả vùng núi Tu Di Sơn nghe cũng như vậy đối với chúng ta học Phật ta nên học hạnh này thế cho nên rời động là như vậy bước thứ ba rời đỉnh là gì những trạng thái thiền định của Thiên Văn Thừa có nhập có xuất có trú sân lâm cả bên bờ suối có chọn nơi rừng vắng có trú già lao để có điều kiện tu tập thưa các vị cái điều này đối với người hiểu được đại thừa Bồ Tát thì họ không cần thiết làm điều này. Họ làm được việc là chứ lúc nào cũng trú trong Như Lai thanh tịnh thiền. Thế là một gợi ý chúng ta chưa thể làm được cái việc trú trong Như Lai thanh tịnh thiền người ta làm được điều này nhé. Điều này mở ra cái cánh cửa phương tiện này đó là chứ đừng nghĩ đến chùa mới tu được đừng nghĩ giữ một khóa tu rồi tu với người ta thưa các vị các vị nên đem chùa về nơi tự tâm của các vị gần nhất là đem chùa về nhà của các vị hãy coi cái gia đình của ta đó là nơi đạo tràng ta tu tập ta không thể chạy đi đâu bỏ cái nhà ta cả đời sống ta gắn liền với xã hội gắn liền với bao cái nhân viên ràng buộc nhiều đời do vậy cho nên tu hay hết mọi thứ chưa thể thế rồi trong điều kiện mình không tung hay được thì mình cứ vô cùng là phân vân, vô cùng nuối tiếc. Tại sao tôi không đi tu được? Tại sao tôi không xuất gia như những người xuất gia? Thưa các vị, một tâm thức mà bị phân mảnh như vậy thì lắm vô cái tình trạng tật bệnh của chi? Tâm hồn phân liệt nhé. Cho nên các vị hãy lấy nơi cảnh giới ta bà này làm đạo tràng. Lấy nhà của các vị làm đạo tràng. Chưa hết, lấy thân này làm đạo tràng nhé hãy coi thân này là đạo tràng thân này là thiền viện thân này là thiền đường thân này là tập thể tăng già và coi thân này là người bản pháp coi thân này là vị thiện tri thức và có như vậy thì các vị làm được cái gì? thưa đại chúng rằng là ngay hiện thời này các vị mang được cái năng lượng của sự tu tập tràn ngập thân tâm của các vị cho nên đi đến đâu đạo tràng theo đến đấy Ta sống nơi nào thì nơi đó là Đại Già Lam Thân ta là Đại Già Lam Thân ta là một tập thể tăng già Ta trú ngay nơi giây phút hiện tiền Thưa các vị thì điều đầu tiên Nó làm thành một cái vùng quang phổ năng lượng Rất rộng để làm thành sự bình an Cho ta và cho người Không như vậy Ta cứ tưởng rằng là Đến chùa mới tu Ta cứ tưởng rằng là phải có một tập thể đại chúng tu người ta tu theo vân vân thưa các vị đây là cái bệnh chung chúng ta nên cái điều cần thiết có thể làm được và ai cũng có thể làm được là các vị nên đem và lam tự biện về ngay từ tự tâm của các vị điều này không phải khó giờ cái chùa người ta về nhà mình mới khó còn này mình không cần giờ gì cả mình xem chính cái nơi chỗ mình đang ở là điều kiện tuyệt vời nhất ngay tháng tám này là cơ hội để ta tu thôi không có nơi nào khác mình hay nhắc thiền sinh nơi đây là thay vì các bạn đến đây thực tập vài ngày trở về mất thôi các bạn cứ đem cái lọc quyển về nhà các bạn đi hãy tu như vậy đi đây là thông minh nhất nha tóm lại thiền đại thừa là một hãy đủ thông tuệ làm việc bố thí thân Thứ hai, rồi đời sống lăn xăng vất vả ngược xuôi chạy vại tìm lợi Tìm danh tìm của tìm tiền tìm tình vân vân an trú tâm được ngay nơi pháp hành của như lai được gọi là rời động điều thứ hai không yêu cầu hoàn cảnh gì khác ngay trong cái điều kiện đang có mặt và đang sử dụng đây ta an trú được trong pháp tu tập thì rời cả định rồi cả động và đạt được thiền định của pháp đại thừa như lai dạy tầng thứ nhất thứ hai thành tựu pháp đại thừa thiền và thành tựu cái chi cái chừng giải thích cái này nữa tới giờ đó nghe thứ nhất ly nhất thiết tướng nghe thứ hai ly nhất thiết bệnh thứ ba thường trú trong đỉnh bất động cũng gọi là trú trong tự tánh định nghe thưa các vị khi ta đủ điều kiện như thế này rồi thì cái việc phát sinh rất dễ là tự nhiên các vị thấy những cái loại hình danh sắc tướng bên ngoài không có khả năng mời bọc các vị dắt cổ các vị nhận chìm các vị này khen này chê này vui này buồn này là lễ hội xôn xao này là nơi chốn có nhiều người đông vui vân vân thưa tất cả điều đó nó nhạt nhẽo không còn nghĩa lý gì đối với người đã ngộ đạo và tu cả nó phải như vậy không cần cố gắng loại trừ không cần chứng minh rằng tôi tu tôi không ưa những chỗ đó không cần tự nhiên tâm ta nó sẽ ly mọi thứ nha này chuyện ghét thương của trần thế này chuyện tôn vinh của thiên hạ này họ hè nhau phong chức phong quyền này cái chuyện họ mặc áo thủng lại nhau cái chuyện tầm phào không dính gì ta đâu thưa các vị tất nhiên nó phải xảy ra như vậy điều thứ hai bệnh thân nó tự xả ly ra nếu nó không xả ly chuyện gì phát sinh thì nó chết chứ có gì đâu thưa các vị thân nào cũng đến giai đoạn bị già bị bệnh bị chết cho nên cái chuyện đó là chuyện tự nhiên không lo lắng không bất an không sợ sợ gì cả thân nào chẳng già thân nào chẳng bệnh thân nào chẳng hôi hám thân nào chẳng chết và họ không bận tâm gì về cái chuyện là hình hài tôi phải đẹp phải trẻ và cho tới già phải đẹp ông già không có những đó tiền sư mặc xác từ cái vị già hình hài móp méo khô khan như trái bước khô không có gì quan trọng và nói theo thiền sư thưa các vị đó là chi chết ngồi chết đứng chết nằm chết gì cũng không quan trọng nữa chết vọng đầu với đất lộn ngược chân lên trời cũng là chuyện bình thường cái trò mèo này không có gì quan trọng đối với thiền sư đó nghe cái chuyện quan trọng đó là cái chuyện trú được trong trạng thái tâm tự tánh định này luôn an trú trong định bất động này thì gọi là sự thành đạt của thiền sư chứ không phải là cái chuyện biểu hiện hình danh sắc tướng đâu nghe mình nhớ trong thiền ngữ có chuyện vui. thiền sư đó sửa sọn thì tịch. thì tưởng đi thưa thầy các thiền sư trước khi thì tịch đều có biết kể thì tịch sao thầy không biết kể nó dẹp mấy đi ta ưng biết tao biết tao không ưng biết ai làm gì ta thế rồi ta nằm nghiêng qua ra ta chết thôi tao không cần biết kể thì tịch dẹp ba cái trò biểu diễn đó không cần thiết dường như khi có máu thiền sư ta sống hơi ngông chút nghe Hơi khùng chút cũng cũng đúng nữa điều này nó tự nhiên thôi tại sao tại vì ba cõi là mộng mỹ và năm quẩn như phù vân thôi thưa các vị nó đến nó đi nó xin nó việc chuyện rất bình thường không có gì quan trọng đối với người đã thể nghiệm đường đạo cho nên thành tựu pháp đại thừa thiền có nghĩa là thường trú trong định bất động nghe và khi ta có được chút năng lực của công vô tu rồi thưa các vị mình mới đủ mạnh mẽ đủ vô quý còn không thì chắc chắn rằng cuộc đời chúng ta đầy nỗi sợ đầy nỗi bất an đầy nỗi lo âu đây là ba nét ta khai thác về cái phần này các vị nhìn ra thiền tập đúng nghĩa đại thừa nó phải có đủ những yếu tố thế này nhé đừng nghe cái ngã nói rằng tu pháp đại thừa thế này thế nào thế kia chưa đi vô thiền định Thì khưa cái gì vẫn chưa được Chưa có nghĩa gì đâu Điều thứ hai Thêm một điều nữa đi Hôm nay cho các vị trễ giờ nghe Còn hai 20 phút nữa Giải quyết cho xong cái bài này đi Điều thứ hai là không có khoảng cách Với chúng ta Thưa các vị, đen là đen, trắng là trắng, xanh là xanh, đỏ là đỏ, thiện là thiện, ác là ác. Không có chuyện chấp nhận giữa hai thứ này. Thế nhưng mà đạt đến một mức độ đạo nhân thì thưa các vị họ thấy dường như xanh đỏ trắng vàng đó là sự tương hợp của nhau làm thành tựu cho nhau không có màu trắng thì không thể nổi được màu đen cho nên thiếu một pháp này pháp kia không thành tựu thiếu cái ác cái thiện không thành tựu nghe thiếu mấy tinh khùng Rồi không có bậc thiện nhân xuống hiện cho nên đôi khi cũng cần mấy tinh khùng khùng chứ <laughs> đó là vậy với người trí hiểu được điều này cho nên thưa các vị họ không có chấp chặt họ càng không cực đoan như hàng phàm phu chúng ta nghe phàm phu chúng ta tệ hơn nữa là chi cái người kia lỡ trong giận mình Mười năm trước tới năm, năm nay mình gặp lại chuyện gì xảy ra hắn cũng là người đáng ghét nó là như vậy nghe thế là người đó lỡ là người mà ta thương cách đây 10 năm rồi bây giờ gặp lại thì vẫn là người ta thương của 10 năm trước thưa không đúng không đúng đâu nghe 10 năm qua thời gian đổi thay không gian đổi thay tâm thức đổi thay họ đâu còn là con người của 10 năm trước những cái mà ta tưởng lầm những cái ta nghĩ rằng họ chung tình những cái ta nghĩ rằng họ là người tốt thưa cả vì nó trôi theo gió mây rồi à. bây giờ nó còn lại con người đó đầy mưu lược đầy trí trá đầy lưu manh nó không giống như ngày xưa đâu nghe và thưa các vị với người liễu đạt được thì họ nhìn không như là hàng phạm phu kiến chấp đầy lòng cho chúng ta chúng ta thì dính cái gì mắc kẹt cái ấy dính vào người đó có một cái nụ cười dễ thương thôi mà toàn bộ con người thì không dễ thương ta vì cái nụ cười dễ thương ta đón họ về chuyện gì sinh lãnh đủ <laughs> chỉ có mê cũng ăn thôi rước cả con người cho nó phải rước con mắt người ta thế rồi thưa các vị về phát giác ổ trời con mắt thì đẹp thiệt nhưng mà cái miệng thì quá xấu nói năng thì quá tệ hành xử thì vũng về tâm thức thì đầy ô uế đầy ác độc lãnh đủ thế cho nên thưa các vị nên nhớ nghe phàm phu thì kiến chấp một bên dính chặt vào một phía và tâm thức không thể tháo gỡ được học đạo thì chúng ta có thể thoát được tai nạn này Thế nhưng đàn đến cái mức độ thứ hai của người trí thì nó còn bước rất xa nha. Để đi vô phần này các vị nên nhận ra nhiều tầng. Tầng thứ nhất của ca trí là chi? Họ nhìn ra mê và ngộ. Không có khoảng cách. Làm nghĩa gì? Thưa các vị, các vị chìm ngập trong buồn vui là mê. Các vị nhìn ra đây là buồn vui, chỉ là cảm xúc sinh và diệt. Các vị là người nhìn, thì dính với nhau cho nên các vị liền tới các tóc tay vượt khỏi mê và ngộ bước thứ hai là biết hộ trì pháp biết hộ trì pháp đây đây nghĩa là biết hộ trì tâm biết rằng sáu trần này luôn nhũng nhiễu luôn tác động vào ta ngay nơi sáu trần tiếp xúc sắc màu âm thanh mùi vị vân vân nhưng mà luôn quay ngược về Nhận ra cái con người đang tiếp xúc này vốn là vô niệm, vốn rõ ràng, vốn thường tại, vốn vô nhiễm. Hay nói cái khác, mọi sắc màu đến với các vị, nó có thể sinh ra một chút sao động nơi tâm thức, một chút vướng mắt của lòng, một chút cảm xúc buồn vui. Thế nhưng mà khi có bất chợt một loại cảm xúc nào vừa sinh ra thì các vị liền trú tâm trong trạng thái quan sát nó là những cảm xúc đang sinh năng diệt. Mà các vị không hề là cảm xúc Các vị đơn thuần chỉ là Người quan sát mọi cảm xúc đến đi thôi Thì người đó là người biết hộ trì pháp Biết tu tập, biết bảo vệ tâm Biết đi thẳng một đường và quả chánh giác nghe. Điều thứ ba Họ nhận ra điều rằng Xuất gia và tại gia Thưa các vị, người trí nhận ra rằng là xuất gia hay tại gia nó không hàm nghĩa rằng bỏ cái nhà nhỏ ở nhà đi vô cái chùa gọi là xuất gia. <laughs> xuất gia tại gia nghĩa là bỏ được phiền não khổ đau. Và cuối cùng của xuất gia là bỏ được ba cõi mộng mị sinh tử này thể nhập vào tự tánh như lai thanh tịnh thì gọi là người xuất gia thiệt sự. Điều thứ tư đắc đạo ở niết bàn nhé đắc đạo nghĩa là ngay nơi sinh thân này biết rằng sinh đã tận tham anh nó thành việc đáng làm nó làm không còn trở lại nhân gian này nữa là đắc đạo đạt niết bàn nghĩa là ngày và đêm đứng đi ngồi nằm nói nín động tĩnh vân vân luôn ở trong trạng thái tâm đang quan sát đang chiếu sáng đang vô niệm thì gọi là đạt niết bàn và cuối cùng đó là bỉ ngạn và thử ngạn. Tức là bờ sinh tử và niết bàn, thưa các vị, đối với người trí, đối với người hiểu đạo, nó không phải là hai. B, thì đang ở bên bờ tử sinh. Ngộ, thì ngay tức khắc, trú trong trạng thái niết bàn thường tịch thôi. Và trạng thái này, nó không phải là cảnh giới nào xa xôi cả, mà ngay nơi tâm của anh. Anh đồng nhất, anh mà buồn vui, thì anh đang là chúng sinh tôi lăng, xóa nẻo, anh làm được nguyện rằng là quan sát mọi buồn vui hờn giận mọi cảm xúc sinh diệt đến đi hiện đang trú trong thể niết bàn thường tịch của tự tâm cho nên niết bàn và sinh tử như mộng nguyện như qua đớm như hư không tóc tai dày là trú trong thể niết bàn thường tịch đây do vậy cho nên không có bí ngạn và thử ngạn không có sinh tử và niết bàn tất cả điều đó là mộng nguyện là qua đớm như hư không thôi chỉ có một trạng thái tâm tịch tỉnh rộng lặng hiến tiền thể nghiệm được nữa, thì siêu việt luôn tất cả những tầng này cho nên gọi là người trí liễu đạt pháp nha và cuối cùng phần thứ ba phần c nữa chứ phần c của vấn đề nó là một phần rất là quan trọng mà không nói điều này được là học luôn tới 8 giờ tối thù nhau thôi chứ sức đâu học như vậy nghe phần c của vấn đề người đã ngộ cái tầng này thưa đại chúng là tầng cuối cùng đây trước khi bước vào tầng này mình gợi ý mấy điều thôi điều thứ nhất là hãy có nền tảng vững chắc thứ hai là dám hiên ngang bước vào thứ ba tự tánh các pháp Tức là nếu đạt tự tánh các pháp nha Ba nét thôi Điều thứ nhất Thưa các vị Đây là cái tầng tột cùng Của người thấu ngộ đường đạo Thì họ sẽ nhìn ra được Là các pháp vốn như nhiên Vốn bất động, vốn niết bàn, vốn thường tại Không gì sinh, không gì diệt Không gì đến, không gì đi dù cho mười phương chưa như lai chưa xuất hiện thì các pháp vẫn như vậy các ngài xuất hiện thì các pháp vẫn như vậy không đổi thay không thêm bớt gì cả cái điều này học lâu rồi ta mới nghiệm được điều này nghe nhưng mà ở mức độ tầm thường như chúng ta thì hãy hiểu điều căn bản thế này nếu chưa có một nền tảng vững chắc về Phật học chưa có nền tảng vững chắc về công vô tu chưa thể nghiệm ít nhiều cái con đường thiền định như chúng ta đã từng đi vào từ nền tảng thiền tứ niệm xứ đi vô và hiểu được kinh văn tập tè đi vào cái nền văn học của thiền tông trung hoa tức là thiền đấu ngộ và đi vào nền văn học đại thừa thì những điều này dường như không thể Liệu đạt được điều này không đơn giản nghe hiểu trên cái mặt ngôn ngữ người ta nói thì thưa các vị rõ ràng rằng có khi hiểu sai mà muốn tự mình hiểu được tự mình giải ngộ được tự mình thành đạt được cái kiến thức thế này thì đòi hỏi cái nền tảng của các vị vô cùng vững chắc về pháp học về pháp hành khi pháp học đã đầy pháp hành còn chưa đủ thì thưa các vị thiện nghiệp không đủ để nuôi dưỡng ta để đi vô công phu thiền định tại vì pháp hành nó làm thành đức hạnh làm thành bạch nghiệp làm thành thiện pháp trong ta làm thành nhiều cái chủ nhân lành để chúng ta vươn đến tầm cao đạt ngộ nghe thiếu pháp hành thiếu luôn cả một cái nền tảng của pháp lành đỡ chân để chúng ta bước vào không gian giải thoát thì thưa các vị không thể mình đã nhìn ra một số các phật tử họ đến đây họ học hành dường như họ chưa thấm được pháp hành nhiều lắm họ ngân ngang tự đắc và họ nghĩ rằng cái học của họ nó đủ sức để họ tham nhập vô cái công vô tu tập và đa phần họ đều lâm vô cái tình trạng đó là nương vào cái vị thầy giỏi của họ họ chưa đủ khiêm cung để học pháp ngay cái bước căn bản là thiếu tâm thức đầy sự khiêm tốn học pháp thì chắc chắn một điều rằng không thể đi vô được cái con đường là hành trì đến nơi đến chốn, họ lăn xăng, mặc áo qua què qua sói tới khoe mẽ với người ta, chạy tới chạy lui lăn xăng, nghĩ rằng là mình là người đến đây tu tập, mình là người có công vân vân thưa các vị, mình rất ghét ba cái tên đó, nói mất lòng nhau nghe, cho nên chưa đủ lòng khiêm tốn học pháp thì không thể đi vô pháp hành trì, chưa đủ lòng khiêm tốn. Thì thưa các vị không thể xây dựng được nền tảng Phước Điền để cho có được một cái nhân viên đủ lành để đi vào con đường tu tập. Cho nên cái nền tảng vững chắc này rất là cần để ta đi vô thấu ngộ được Pháp Đại Thừa liễu đạt được tự tâm ngay. Khi có được nền tảng này rồi, cái điều thứ hai rất cần là dám hiên ngang bước vào tự tâm hay không, còn làm việc. Tại vì nơi không gian này, nơi trạng thái tâm này tiêu diệt sạch mọi bản ngã mọi tự hào mọi niềm kiêu hãnh và mọi cái bản ngã của các vị nó liền tan biến hết các vị chỉ còn khoảng không người không bát ngát mà thôi cho nên nơi ấy thưa các vị nếu ta vẫn còn chấp trước ta là một linh hồn ta là một người tu phải sinh về cảnh giới nọ cảnh giới kia thì đừng bao giờ bước vô cảnh giới này nó không cho phép những người còn cưu mang nặng nề về chấp ngã bước vô đâu cho nên dám hiên ngang bước vô nghĩa là dám đối phó với cái chuyện tan thân mất mạng thưa các vị thiền tạp nó không có cần những con người ốm yếu những con người sống bồng bềnh và sống vất vưởng như hồn ma bóng quế đâu nó đòi những con người mãnh liệt kiên cường liều mạng sống chết một lần với chuyện tử sinh thôi điều thứ ba khi các vị đủ những bước hành trì này rồi, đủ sự chuẩn bị này rồi, các vị mới bước vào bước thứ ba đó là liệu đạt tự tánh của các pháp vốn rỗng vốn không vốn như nhiên vốn bất động vốn là chân như cái điều này thì nó hơi cao vời cho nên chúng ta sẽ từ từ khai triển. Tóm lại người đã ngộ tối cung thì thấu đạt được tự tánh các pháp vốn là như nhiên. Nói một cách gần gũi dễ hiểu là người đã ngộ tôn cung dội ngược nhìn về tử thân họ thấy ta không phải là ngủ quẩn nha ta không phải là thân ta không phải là buồn vui ta không phải là những nghĩ suy ta càng không hề là dòng nghiệp thức đã nổi chiều qua hàng hà sa kiếp tử sinh mà ta đích thực là thể nước bàn đang có mặt ngay bây giờ ta là tâm phật bất động ta là năng lực vô sinh tạm mở hình hài này để biểu hiện trong một giai đoạn trả nó về các buổi phụ du thì ta trở về trạng thái chân như của Thầy phật hiển tiền gọi là người liễu đạt được tự tánh của các pháp vốn chân như cuối cùng có một cái kết nữa đây và ý thứ nhất hãy làm quen với thiền tập giờ làm biến biết nhiều chữ rồi nhưng ít thôi giải thích thôi thứ hai ngắn mà viết nhiều mỏi tay quá <laughs> ý nó thì nhiều lắm nghe ý nó là thế này thưa các vị nếu chưa làm quen với thiền tập từ điều thân tới điều tức cho tới có khả năng nhìn được những buồn vui cho tới có khả năng nhìn được dòng ý thức đang miên man ngược xuôi thì các vị chưa thể bước vào con đường thiền của đại thừa đâu nghe ngay cái bước căn bản là làm quen với thiền tập của truyền thống nam truyền của truyền thống tứ niệm xứ thôi đã lắm gian nan đã lắm gian nan không đơn giản do vậy nếu còn chưa đi vào cửa ngõ thiền tập rất sơ cơ rất căn bản này thì các vị hãy nuôi về nhà và mua một đàn gà và chẳng gà đi cho vui chứ đừng bước vô cái cửa thiền này cho mất công nó là như vậy không dành cho cái hàng phàm phu lục lục tương đo. không dành cho người ốm hiếu. không dành cho người một bước tới hai ba bước lui thưa các vị cho nên nếu chưa từng làm quen với thiền tập ở mức độ căn bản thì các vị sẽ không nghiệm ra được con đường này lắm gian nan và càng không có cửa để bước vô cánh cửa của thiền đại thừa liễu đạt được như lai thanh tịnh thiền đây là điều thứ nhất ý thứ hai hãy làm quen với đời sống được có trí ý muốn nói điều gì thưa các vị mình chưa thể thành đạt được con người giác ngộ chứng nghiệm được tự tánh nước bàn trú trong thiền tịch cả ngày và đêm chưa làm được điều này thôi hãy làm một mức độ thấp hơn hãy làm người có trí là thế nào thưa các vị làm quen với đời sống của người hiểu được giáo lý đạo phật mang đến niềm vui an lạc cho người sống trên nền tảng nhân quả tự phước và biết hy sinh cho người biết mở lòng vị tha biết làm những việc cần thiết để cho thiện sự càng ngày càng đầy biết làm cho mình an lạc, biết tháo gỡ bớt những ưu tư phiền muộn của lòng bỏ xuống, bớt đi những cố chấp trong đời sống bình thường. Hãy làm mọi thiện sự xây cái nền rất vững cho con đường tu tập và đừng bao giờ làm kẻ vô minh, đừng bao giờ là người vụng về đốt cháy đời sống mình, quỷ diệt đời sống mình. Đừng bao giờ uống thuốc độc từng chút từng chút quỷ diệt đời sống mình nghe. Thế nào là uống thuốc độc? Thưa các vị. Đừng để cho buồn, cho vui, cho hờn, cho giận tàn phá đời mình. Đừng là cây xương rồng trồng giữa nhà để cho thiên hạ sợ sạch. Hãy sống thế nào đủ dễ thương. Hãy sống lành thiện. Hãy sống vị tha. Hãy vì người hết chân tình với người. Và khi nhân lành đã đủ, phước lực đã đầy, trí tuệ nâng đến tầm cao rồi thì các vị bước vào không gian của thiền đấu ngộ vô cùng đơn giản.